Truyện tranh Cậu bé Rồng tập 238 Hồn ma hải tặc. Chào thần Bạc Mã Ồn, ngài xuống đây có việc gì vậy? Ta đi tìm rượu. Có rượu gì ngon mang ra đây cho ta. Trên thiên đình có rượu ngon lắm mà. Rượu trên đó chỉ có mùi thơm nhưng nhẹ hèo, uống không đã. Có đây, chúc mừng ngài được thăng chức Bạc Mã Ồn. Bạc Mã Ồn là chức quan giữa ngựa, có gì to tát đâu mà chúc mừng. Gã Tô Ngộ Không dốt nên mới tưởng Bạc Mã Ồn là chức to lắm, đi đâu cũng khoe. Giờ gã là Tề Thiên Đại Thánh nên chức Bạc Mã Ồn lại được giao cho ta, chán. Ngài cứ uống thoải mái rồi giúp chúng tôi một chuyện. Thằng nhóc Sa Di bên nước Nam thường xuyên quấy nhiễu chúng tôi, ngài bắt nó dùng chúng tôi đi. Ta là quan giữa ngựa, đâu có làm gì được ai. Ta có kế để các người bắt nó. 3 ngày nữa ông Lý Tịnh sẽ xuống đây để kiểm tra dân tình. Các người tìm cách đánh tráo cái bảo tháp của ông ấy, rồi dùng cái tháp ấy bắt thằng nhóc Sa Di. Cảm ơn ngài. Ngài đi kiểm tra dân tình chắc là mệt lắm, mời ngài dùng ít rượu ngon cho khỏe. Rượu ngon lắm, ta buồn ngủ quá, để ta ngủ một chút. Đưa cái tháp giả ra đây. Tráo cái tháp. Cảm ơn đã tiếp đón ta, ta về trời đây. Có bảo tháp của ông Lý Tịnh rồi, thằng nhóc Sa Di coi như hết số. Tôi để bắt thằng nhóc đó. Xem bói đi, nói đầu trúng đó xem đi. Làm trò gì vậy? Kiếm tí tiền ăn cơm, đói quá. Xem cho ta một quẻ. Không có tiền không nói. Xem chiều đi, mai bốt có tiền ta trả cho. Nghe đây, người sắp gặp tai nạn, liệu mà đề phòng. Tào lao, thấy ta không có tiền trả thì nói tào lao. Ha ha, thầy bói nói chính xác. Vút. Mắc mớ gì mà đánh tôi? Thích thì đánh à. Chát. Hừ. Xem đây nhóc. Bảo tháp của ông Lý Tịnh. Chạy đi. Rạch. Xèo. Nguy rồi. Rọt. Bị tóm lại. Ê, đừng có bắt ta. Xong, không ai biết mình bắt thằng nhóc, xem như nó mất tích. Bắt được thằng nhóc Sa Di rồi, xuất quân đi. Bẩm tướng quân, chiến thuyền của quân phương Bắc xuất hiện trong lãnh hải của ta, đông lắm. Chuẩn bị xuất quân cả chúng. Tấn công. Dạ. Chúng phản công mạnh quá, lùi ra xa đi. Chúng rút ra ngoài khơi rồi. Đừng chủ quan, chúng sẽ trở lại. Rào. Rắc rắc. Gãy cột bồm hết rồi. Bẩm tướng quân, tất cả các thuyền đều bị gãy cột bồm. Chuyện này lạ à. Ta đã phá tất cả thuyền của quân Nam rồi, tấn công đi. Cậu Rồng ơi, ngoài biển có biển kìa. Cậu Rồng ơi. Cô có thấy cậu Rồng ở đâu không? Không thấy. Nguy to rồi, quân phương Bắc dùng phép thuật đánh tiểu quân của mình. Chuyện lớn quá, tôi không đủ sức can thiệp. Tìm cậu Rồng thôi. Thuyền của chúng không di chuyển được, tiêu diệt hết đi. Rào. Ủa, không có bồm mà sao chúng chạy nhanh dữ vậy? Không đuổi theo kịp, chúng chạy mất rồi. Không đuổi theo chúng, tiến vào cửa biển, tấn công kinh thành. Bẩm, có chuyện lạ lắm, cửa biển bị hẹp lại, chỉ một thuyền có thể đi qua. Cửa biển này rộng lắm mà, sao hôm nay lại hẹp như vậy? Vậy thì từng chiếc tiến qua, chúng không còn thủy quân, không có gì phải lo.
vượt qua chỗ này nhanh lên. Soạt. Rầm. Có một chiếc thuyền đen thui bay ngang mặt nước, tông vỡ thuyền của ta. Tàu lao vướng đá ngầm nên vỡ thuyền, cho thuyền kế tiếp tiến lên, cẩn thận đá ngầm. Rầm. Không thấy nó tiến tới, chỉ khi nó đâm vào thuyền mình thì mới thấy. Lùi lại để ta tìm hiểu chuyện này. Ngươi là ai? Vào đây sao đến gác không biết? Trí nhớ của tướng quân kém quá. À, ta nhớ rồi, ngươi là hải tặc Hắc Dương. Đúng là tôi đây. Ta nhớ là ngươi đã bị giết rồi mà. Đúng, tướng quân đã giết tôi khi tôi cướp một thương thuyền 3 năm rồi. Vậy ngươi không phải là người? Tôi là ma. Ngươi đến để trả thù ta? Tôi rất thù tướng quân, nhưng không đến để trả thù. Tôi đến để giúp tướng quân chống quân xâm lược. Tôi cầm chân chúng ở cửa biển, tướng quân cho sửa thuyền nhanh lên để đánh chúng. Quan đi, đợi ta. Vậy là chuyện thuyền ma phá thuyền của quân phương Bắc là do hải tặc Hắc Dương làm. Cả đoàn chiến thuyền của ta thoát khỏi bị tiêu diệt là cũng do hắn làm. Không có thằng nhóc sai gì, nhưng vẫn có một kẻ nào đó dùng phép thuật đánh quân ta. Để ta tới xem. Cho thuyền tiến tới. Rầm, nó đó. Rầm. Vút. Ầm. Ngươi là ai? Ta là hải tặc Hắc Dương. Sao không lo chuyện của hải tặc mà lại xía vô chuyện nhà nước? Bởi vì ta là dân nước Nam, người nước Nam không làm ngờ trước Hoa Xâm Lăng. Nói hay lắm. Vút. Vút. Chát. Hừ, dám đánh ta. Rẹt. Ầm. Vút. À, ngươi chỉ là một hồn mà, không có phép lực. Ngươi chỉ giỏi biến hình vài thứ vớ vẩn. Bắt nó. Rẹt. Á. Xuống. Ầm. Hắn biết độn thổ à? Cảm ơn ông đã cứu tôi. Sao ông biết tôi bị đánh mà cứu? Ta theo dõi quân giặc ở đây nên ta thấy. Rất tiếc là khả năng của tôi không đánh lại lão pháp sư ấy. Ta với người tìm cách cầm chân chúng, đợi người có khả năng tới đánh lão pháp sư ấy. Hễ người gặp nguy thì ta kéo người xuống đây. Cho tiến quân đi. Soạt. Á. Lão pháp sư ấy yểm một đạo bùa to tướng trên thuyền, tôi không tới gần được. Phá từ xa được không? Ý ông là sao? Ví dụ như bắn lửa đốt nó. Tôi không làm chuyện đó được. Tôi chỉ là một thằng ma bình thường, chỉ biết biến hóa vài chuyện lặt vặt. Kéo đất bít luôn cửa biển đi. Khả năng của tôi chỉ kéo được đất ra chừng đó thôi, không kéo thêm được nữa. Giỡn ẹt vậy mà cũng làm hải tặc. Hải tặc chỉ giỏi cướp bóc chứ đâu có dùng mấy thứ vụ phép thuật này. Đánh võ công thì tôi không thua ai đâu. Xin lỗi đã làm người tự ái, tìm cách chặn chúng đi. Tôi dùng võ công. Da. Véo. Rắc. Gãy bánh lái rồi, gió mạnh quá, điều khiển thuyền không được. Rầm. Hay, cách này cũng hay. Lên bờ bắt thằng ma đó. Lão pháp sư tới xuống mau. Hừ, nó độn thổ rồi, mình lại không có phép độn thổ. Qua bên kia xong. Véo. Ầm. Rắc. Lùi lại kiểu nó phá gãy hết bánh lái. Đừng tiến nữa, để ta tìm người biết độn thổ tôi bắt nó. Không tìm ra cô rồng, về trời nhờ sóc thiên vương. Được rồi, con về đi. Ta sẽ bắt tên tiểu thần Thiền Lý Nhãn tìm tiểu thiên long. Thiền Lý Nhãn có cặp mắt thần, hẳn thấy bất cứ điều gì bí ẩn trên thế gian. Để bình rượu ở đây. Ai để rượu ở đây? Thơm quá. Ngon. Bắt quả tang người phạm tội ăn cắp. Rượu của ta sẽ tậu lên Ngọc Hoàng.
Tôi thấy bình rượu ở đây tưởng là rượu bỏ, xin ngài tha tội. Không muốn ta tâu lên Ngọc Hoàng thì phải giúp ta một việc. Tìm cho ta một cậu sa di đi với một con rùa. Chưa thấy. Ơ, bảo tháp của ông Lý Tịnh. Bảo tháp ở đâu? Trên núi Thiên Nhạn ở Bắc Quốc. Bảo tháp của ông Lý Tịnh ở Bắc Quốc, chuyện lạ đây. Ta hiểu rồi, đi đi. Bảo tháp của ông Lý Tịnh vẫn còn kia. Biến. Yêu quái đột nhập thiên đình, ông bắt nó đi. Bắt nó. Bịch, sao kỳ vậy? Bảo tháp giả, ông bị ai đó đánh tráo bảo tháp rồi. Sao ông biết? Tên Thiên Lý Nhãn thấy trên núi Thiên Nhạn ở Bắc Quốc có cái bảo tháp của ông. Tôi xuống đó xem sao. Đúng là hào quang của bảo tháp. Ơ, sao bảo tháp của ta lại ở đây? Có cái gì trong này? Ra. Vút. Chạy lẹ đi rùa. Chuyện gì vậy? Hiểu rồi, đám pháp sư Bắc Quốc phục rượu ta rồi đánh tráo bảo tháp của ta để bắt thằng nhóc đó. To gan, dám đánh tráo bảo tháp của ta. Chát. Hừ. Hỏng chuyện rồi, thằng nhóc xa gì thoát rồi. Thằng ma đó ở dưới này, xuống tìm bắt nó cho ta. Có người xuống kìa. Dạ. Chát. Đạt. Ầm. Tốn được ngươi rồi. Nguy rồi, ông địa ơi. À, cậu rồng về. Xuống đây lẹ lên. Cứu thằng ma đó đi, giải thích sau. Dạ, chát. Rít ầm. Rạt hư. Bắt được nó chưa? À. Bịch. Dạ. Thằng nhóc sao gì, sao nó lại ở đây? Ngạc nhiên hả? Hự chát. Phụt ầm. Bắt nó. Xoạt. Ầm da. Rẹt ầm. Rít. Xoạt. À, trò này lạ à. Vù vút. Lời đồn không sai, thằng nhóc dữ ghê. Kè. Phụt. Xèo. Da ầm. Bịch. Phá phép. Hừ, pháp sư bị hạ rồi, rút quân. Bữa trước chúng pháp cột bồn của thiền mình, giờ cậu phá lại y như vậy đi. Rắc rắc. Gãy cột bồn hết rồi. Thuyền của quân Nam tấn công kìa. Ha ha, tới phiền chúng gãy cột bồn. Chèo tay nhanh lên. Véo. Chèo tay mà thuyền chạy nhanh hơn có bồm. Đừng đuổi nữa, tha cho chúng đi. Không chờ ta về hả? Đành phải đi bộ về thôi. Cảm ơn người đã cầm chân chúng ở đây. Ta sẽ lập một cái miếu để người ở. Không được đâu, tới chết mà không chịu xuống hầm phủ. Lên hầm phủ đang tìm bắt tôi, không dám ở một chỗ đâu. Sao ngươi không chịu về âm phủ? Tôi vốn là một hải tặc, thích tung hoành khắp chốn, vì dưới đó tù túng lắm không thích. Nhờ tôi trốn về âm phủ nên giờ tôi mới giúp tướng quân được. Tôi đi đây. Không ai tốt hoàn toàn mà cũng không có ai xấu hoàn toàn. Đứng lại, quỷ già xoa bắt hải tặc Hắc Dương rồi, cứu hắn đi. Không được, đánh quỷ già xoa khó lắm, để ta tìm cách khác. Biến. Ta đi cứu hải tặc Hắc Dương đây. Kính chào bệ hạ. Bệ hạ đi đâu lên đây vậy ạ? Ta đi đổi gió. Ở dưới âm phủ riết ngột ngạt quá, ta muốn lên đây hít thở khí trời trong lành. Tên nào đây?
Bẩm đại là hải tặc Hắc Dương, bệ hạ sai tôi đi bắt hắn, mấy năm nay mới bắt được. Có phải người vừa đánh nhau với thủy quân Bắc Quốc không? Dạ đúng vậy ạ, tôi thắng. Thả hắn ra. Sao vậy ạ? Hắn là hùng ma nhưng làm việc có ích chứ không hại người. Hắn có lòng yêu nước, hắn giúp nước của hắn chống giặc ngoại xâm. Cứ để hắn trên trần gian để giúp người, khi nào hắn quậy thì bắt. Đi đi, hú vía, chứ suốt nữa là bị về âm phủ rồi. Không bắt được hải tặc Hắc Dương à? Thần bắt được hắn rồi, nhưng bệ hạ bảo thả hắn ra. Thần thả hắn rồi. Tào lao, ta bảo thả hắn hồi nào? Lúc nãy chúng thần gặp ngài ở trên ấy, ngài bảo như vậy mà. Ta lên trên đó hồi nào mà ta không biết? À, hiểu rồi, có kẻ giả dạng ta để lừa ngươi. Kẻ nào dám giả dạng ta? Kẻ dám giả dạng ta không ai khác hơn là Tiểu Thiền Long. Ta đi hỏi tội nó. Tiểu Thiền Long, người dám giả dạng ta để cứu hải tặc Hắc Dương phải không? Tiểu Thiền Long nào ạ, con là vô tự sa di mà. Sao ta không được đâu? Chát. Ôi da, ngài đánh con gãy răng hết rồi nè. Sao ta đánh mà không đỡ? Người giỏi võ lắm mà. Con chỉ giỏi xì ngăn chứ đâu có biết đánh nhau. Con đâu có phải là lòng nào đó giỏi võ như ngài nghĩ. Xạo ghê hồn. Chát. Ui da, bể đầu con rồi. Người không biết đánh nhau thật hả? Con nói rồi, con dĩ giỏi xiên ăn. Ta xin lỗi, tại người giống Tiểu Thiền Long quá nên ta nhầm. Con không chịu xin lỗi xuông đầu, để tiền thuốc cho con. Đây, cầm tí vàng này đi chữa vết thương đi. Tiểu Thiền Long, người ở đâu? Ha ha, chịu đấm bằng sồi, bị đánh mấy cái có tí vàng xài. Vàng này do ta bị đánh mới có, người muốn xài chung thì phải bị đánh cho đồng đều. Khỉ, đánh gì mà mạnh dữ vậy? Đi bán vàng rồi đi ăn cơm. Vàng giả, vàng âm phủ. Bở lính, có người dùng vàng giả này. Ha ha, mình quen rằng ở âm phủ người ta dùng tiền âm phủ.